Rồi, nâng thang 4 mét này em ơi. Nâng thang cao 4 mét nha, chạy banh xích. Đó, thay bình mới 100% luôn, bỏ vô là hoạt động ok hết rồi, điều khiển đứng ở dưới cầm cái cục đó điều khiển ha. Còn mình muốn leo lên trên thì mình leo lên trên, đó tùy mình. Đó. Rồi lên. Leo lên chạy tới đây luôn đi cảnh. Đó, lên đây. Lên, lên hết luôn không sao đâu. Lên. Ok, chết có bảo hiểm không lo đâu. Rồi, đụng rồi anh em ơi. Quá cao luôn, quá cao luôn. Má nó lắc gớm chứ chai được. Cái kia nó còn có cái an toàn xung quanh nha. Không sao đâu, xuống đi, vợ con để cho bạn thân lo mệt đó. Má cái này nó không có cái gì xung quanh đâu. Nâng thang cao 4 mét anh em. Thay bình vô là chạy ok luôn nha, xích mới 99% luôn. Xích này xích rin Nhật Bản nha. Cái dòng này xích nó rất là vui nha anh em. Xích nó là lúc nào nó cũng màu trắng nha. Ừ, nó bạc nó ra màu trắng. Xe đẹp lắm nha anh em ơi. Đẹp nha. Rồi chạy đi, hết rồi. Không, không vướng gì đâu, chạy ra đi. Nhảy xuống chạy, ai biết leo nó anh chị. Đó, như một con robot nha anh em. Cứ chạy ra đi cảnh. Chạy thẳng ra đi. Ok hết rồi anh em ơi. Chạy ra kia luôn, chạy ra kia luôn. Chạy ra kia luôn, chạy ra kia luôn. Xe nào mà cua không được trời. Xe phải cua được chứ. Đó, robot anh em ơi. Quá đẳng cấp, quá ngon luôn. Con này có khung luôn nha, có khung mình đứng ngon lành luôn nha anh em. Đó. Con này là nâng thang ha, nâng thang. Nâng thang là nó thang chéo anh em. Còn như con này là nâng đẩy ti bắn ra 3 khúc, 4 khúc y như là xe cổ anh em. Rồi chạy tới đi cảnh. Đó, cua rồi ngon lành hết anh em ơi. Quá ngon luôn. Rồi để kiểm tra vô dầu nhớt mỡ miết đồ ngon lành hết nữa là giao cho anh em ơi. Em nào quan tâm liên hệ nha. Chạy ra chỗ kia cả. Đổ siêu vàng vàng. Ừ đúng rồi. Đó, bên đây là em làm xe điện rất là nhiều anh em. Đó, xe điện để phục vụ anh em trong kho xưởng công ty. Đừng cua cảnh, chạy thẳng luôn. Bánh xích thì mấy con này nó chạy trong kho xưởng trong ấy đồ nên là nó chạy cũng bình thường thôi nha anh em, không có chạy nhanh được đâu nha. Đó, anh em muốn chạy nhanh thì đút xe cẩu vô kéo chạy cho nó nhanh. Còn mình chạy thì nó bình thường thôi. Rồi ok, leo xuống đi. Leo xuống lấy cầm xích xuống luôn cảnh. Rồi nâng lên thang lên cho mình, nâng chừng nào hết dây thôi được. Đấy, ok. Quá ngon em ơi. Rồi. Rồi xuống bớt đây cảnh. Anh em nào quan tâm liên hệ nhé. Số điện thoại 0835585879. Địa chỉ thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Xe còn rất là đẹp nha anh em, bao đẹp. Đó, bình là bình mới 100% nha. Chạy hai cái bình 100A 24V. Đó, xích mới. Xe đẹp. Rồi đợi được cảnh, đừng xuống nữa. Được rồi. Gác cái đó lên cho nó tùng tiền cũng được. Rồi ok. Gác cái này vô xong, tắt cái nguồn lên. Tắt cái gì cả. Rồi, ok anh em. Rồi.